bắt 30 lên trước. Con này về full phụ kiện luôn, khiển và dây nguồn đầy đủ luôn nhé. Đây là thiết kế của dòng 900 Yamaha Subwoofer Stem Showa nhé. Đây là dòng Showa 900 FW. Đây là những cái volume các bác có thể sử dụng bằng tay hoặc là sử dụng bằng volume nút nguồn. Đấy. Đây là cái e-canging của nó coi. Đây. Đẹp tuyệt vời. Dòng 900 thì nó sẽ có hai lỗ thông hơi phía trước và thùng nó là thùng gỗ đặc nha các bác, thùng gỗ đặc nên rất là nặng. Các bác có thể thấy được thiết kế của con Showa 900. Bát 30 đằng trước cực kỳ là uy lực. Điện là 110, hàng nội địa của Nhật. Đẹp xuất sắc luôn các bác. Khiển của nó này. Đây, phê cho các bác. Full phụ kiện em đang giao là 17 triệu bao gồm phí ship nha. Em này thì các bác chơi những phòng 50 mét vuông đó lại là vô tư nha. Con 800 là các bác cũng đã đánh rất cực kỳ là uy lực rồi. Và đây là model 900 mà là dòng Showa nha. Hiếm được rất là nhiều các bác mình tìm nhưng mà không có hàng các bác. Con 800 1000 này thì nó rất là dễ có hàng nhưng mà con 900 dòng Showa này nó hiếm nha các bác. Độ đẹp của con này thì quá keng rồi các bác. Cái càng nó mở sao nè, hay là dính cứng ngắt nó luôn nha. Đây bát thôi các bác. Bát nó vẫn là sử dụng từ neo nha các bác, 30. Từ neo như những model X800. Nó tiếng nó chắc và nó cực kỳ là mạnh mỹ. À, tiếng bát thôi không? Còn con số bát này gần zin hết nha. Ốc ác là chưa đụng chạm luôn nha. Và đây là cái e-can zin của nó, một cái e-can đẹp tuyệt vời luôn. À, cái khung của nó này các bác. Không một gọi là tì vớt ra luôn nha. Hai bác nào chốt con này thì alo cho em nha. Con này em giao là 17 triệu bao gồm phí ship. Mọi chi tiết mua xem sản phẩm các bác cứ alo cho em nha. Qua hai số điện thoại 0978 338 14 hay là 0965 77027. Đây là một trong dòng súp hiếm của Yamaha Showa 900 FW full phụ kiện khiển dây nguồn đầy đủ. Giá là 17 bao ship, bác nào chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200, là còn 16 triệu 8 nếu chuyển khoản. Còn cọc tiền thì cọc giúp em khoảng 1,5 triệu 2 triệu trở lên. Em đóng hàng và gửi hàng tận nơi tất cả các bác ở xa thì 2 đến 3 ngày thì các bác sẽ nhận được hàng. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Là sang trọng và đẹp, bố trí trong phòng khách phải là quá tuyệt vời. Và nó có một cái chất bát rất là chắc khỏe, cực kỳ là tròn tiếng nên là nó gọi là huyền thoại trong giới súp. Được rất là nhiều các bác là mến mộ. Yamaha nó có rất nhiều model như là 320, 515, 700 và FW800 và tới FW1000 rồi tới 1500. Nhưng mà ở phân khúc bát 30 trở lại thì con FW800 là một lựa chọn rất tuyệt vời. Con này thì các bác chơi tốt trong những phòng là 45 mét vuông trở lại vô tư. Tiếng bát của nó hỗ trợ nghe nhạc và hát karaoke rất là hay. Các bác ghép với bot hoặc là ghép với những cặp full 30-40 rất tuyệt vời. Nó là bát úp gầm, nó sẽ trải cái tiếng bát khắp phòng, trải đều. Và hàng là hàng đẹp xuất sắc nha. Bên em đang giao là FW800, hàng nội địa Nhật, điện 100V, hàng đẹp cứng, giá là 14.700.000, là đã bao gồm kìm bộ dây các bác. Tại vì bên sau bên em giao súp cho các bác, nhiều bác kì để ý mua súp nhưng mà thiếu cái dây. Về súp thì không thể để gần máy được, thường các bác để cách máy khoảng 1m, 2m, 3m trở lên. Thì bên em có kìm theo một bộ dây Canred Nhật xịn trị giá là 350.000. Và bên em cũng có bán lẻ bộ dây kém súp này, cũng là dây AV các bác, 2 dây 3,5m các bác, như dây 3,5m, 350.000 một bộ nha, dây Nhật xịn, chất âm hay, 3,5m nha các bác. Và em bán kèm theo với cái súp này luôn là 14.700.000, nếu các bác không lấy dây thì trừ ra 300.000 nha. Là còn 14.4, nếu mà không lấy dây, còn cả kèm dây là 14.7 bao ship, còn lấy dây riêng, bên em có bán dây riêng là 350.000 bao ship. Đây, các bác cùng xem độ đẹp của loa này, đẹp cứng luôn nha. Bát là bát ốp gầm, nó sẽ có một cái kim tự tháp để mà tiếng bát nó sẽ ra bốn hướng này thôi, cái lô bát này. FW800 là bát 30, đo là 27 nhưng mà nó thường anh em gọi là bát 30 các bác. Ốp gầm, đây, lỗ thông hơi, lo đẹp cực kỳ nha các bác. Giá 14.7 bao ship nha. Nếu chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200, là còn 14.500 bao ship, kiệt có cả dây luôn nha. Điện là 110 nha các bác. Lo đẹp cứng luôn nha. Giá bên em là đã bao gồm phí ship rồi. Đẹp phê luôn.
14,7 triệu là bao gồm dây và phí ship rồi, còn chiến khoản đủ là em tính 14 năm là các bác đã sở hữu luôn cả combo bao ship và cả luôn bộ dây và cả luôn con sub. Bên em là bảo hành loa là dinh chưa bao tay người sử dụng Việt Nam, hàng đẹp tuyển chọn để các bác vừa chơi vừa trưng bày. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác nha. Bác nào mình cọc tiền thì cọc khoảng 1,5 triệu trở lên nha, em ship hàng và các bác nhận hàng và thanh toán số tiền còn lại. Và đây là con sub siêu trầm S Yamaha FVLUX 800, hàng nội địa Nhật, điện 100V 110, các bác cắm 110 là hoạt động nha, là lúc nguồn đấy. Volume là cái phần 2 cút, chúng ta để hướng 12 giờ thôi, còn volume này đấy, logo Yamaha. Thôi em xin chào, hẹn gặp lại các bác. Bác nào có nhu cầu con sub này thì cứ alo trực tiếp cho qua hai số điện thoại 0978338142 hay là 0965770227. Các bác nhớ lưu ý nha, 114 chứ không phải là 144. Các bác hay gọi bấm trúng lộn là 144 này, phải gọi trúng người khác.